Hello, chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ thử câu lua với mồi muỗi và hạt gạo thần kỳ nhé. Ở đây mình có một con mồi muỗi và một hạt gạo thần kỳ. Con mồi muỗi này thì nhiều khả năng câu được cá rô phi, cá thiểu. Đây là một chú rô phi. Như vậy là mùi muỗi này khá nhẹ rô phi các bạn ạ. Con rô phi khá là nhỏ. À, về cắt là bố. Bố về cắt à? Một em Sophie nữa các bạn ạ. Con này khá to. Em Sophie khá to. Theo mình thấy thì cái mùi muỗi mà hàng hạng thần kỳ này nó rất hiệu quả trong việc câu Sophie. Còn câu cá lóc thì khả năng là không được. Em không phi nữa. Em này cũng tương đối, không bé lắm, không to lắm. Như vậy là sau một hồi câu thì mình kết luận là cái mùi muỗi mà hạt gạo thần kỳ này khá nhẹ với câu rô phi. Còn một số loại cá khác thì không phải nó ăn. Nó đơn giản không? Các bạn thấy không? Sau một hồi trâu thử với mùi giả mũi và hạt gạo thần thì mình đã trâu được 7 con sô phi to nhỏ các loại.
như vậy là hôm nay đầu không bị móm rồi. Nếu các bạn muốn đi câu lua mà sợ móm thì lên câu vô phi với cái mùi hải mũi để tránh móm nhé. Hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.